Mình chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, wow, ở đây có 4 con chim bồ câu các bạn ơi, 2 con chim trắng, đấy, 2 con chim màu đen. Chim ơi, đi đâu đấy? Vô đây tắm nè. Đấy các bạn ơi, đấy, chim đang chơi trò chơi các bạn ạ. Đấy, vô đây tắm nè. Đấy, ui các bạn ơi, ở đây có nhiều con vật chơi các bạn nè. Wow, wow, nào là con hổ nè các bạn ơi. Đấy, ồ, con lợn nè các bạn ơi. Đấy, con này là con chó nè các bạn ơi. Ui nhiều con vật quá các bạn ơi. Đây, nào là xe. Xe này là xe gì đấy các bạn nhờ? Xe này là xe cần cẩu nha các bạn nha. Đấy, wow, nhiều đồ chơi lắm các bạn ơi. Đâu, đây là con bò cánh cứng nè các bạn ơi. Đấy, nhiều con vật lắm các bạn ạ. Đặc biệt là có 4 con chim bồ câu. Đấy, đang chơi trò chơi các bạn nha. Đấy, 4 con chim bồ câu này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, chim đang canh giữ đồ chơi đấy các bạn ạ. À, con gì cũng có các bạn ơi. Wow, đây là chú thỏ trắng này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chim bay chưa? Đấy, các bạn thấy chim bay chưa các bạn ơi? Đấy, wow, ở đây nhiều đồ chơi quá. Nào là xe cứu hỏa này các bạn ơi. Đây là một quả bóng này các bạn ơi. Đấy, wow, nhiều con vật quá các bạn ạ. Wow, chú rùa này đang tắm các bạn ơi. Wow, đấy, các bạn thấy chim bay chưa các bạn ơi? Đấy, các bạn ơi. Wow, đấy các bạn ơi, chim nè. Đây là chim bồ câu các bạn nhá. Đấy các bạn ơi. Đấy, chim bồ câu cũng đang đi tìm những con vật nha các bạn nha. Đấy các bạn thấy chưa? Wow, đấy các bạn thấy chưa? Đây, một chú chim này đang đi đâu đây? Đây, vào đây chơi đi. Đấy các bạn ơi. Wow, chim cũng đang chơi này các bạn ơi. Ở đây có nhiều con vật quá lắm các bạn ạ. Đây, đây cũng có một chú chim này các bạn ơi. Chú chim này cũng đang tắm này các bạn ạ. Đấy, con chim này màu xanh nha các bạn nha. Wow, chim ơi, đấy, chim ơi. Đấy, những chú chim bồ câu cũng đang chơi trò chơi các bạn nha. Đấy, đang đi tìm đồ chơi các bạn ạ. Wow, đây nào là xe bồn này các bạn ơi. Ô, nhưng mất cái thùng rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, trong cái thùng này có nhiều đồ chơi lắm các bạn ạ. Con gì cũng có luôn các bạn nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Hey, chim này các bạn ơi. Đi đâu đây? Vô đây tắm nè. Vô đây. Đây, cho chim tắm nha các bạn nha. Đấy, cho chim tắm này các bạn ơi. Đấy, mình bắt chim cho chim tắm nha các bạn nha. Đây, đi vô đây tắm này đây. Đấy, chim đang tắm đây các bạn ạ. Các bạn thấy thích không? Wow, ở đây có nhiều đồ chơi lắm các bạn ạ. Nhiều con vật lắm. Đấy, chim cũng đang đi tìm đồ chơi đó các bạn ơi. Wow, đấy, chim bồ câu các bạn nha. Đấy, đây là một chú rùa này các bạn này. Chú rùa này cũng đang tắm này các bạn này. Đấy, wow, ở đây nhiều đồ chơi lắm. Đây là con dê này các bạn ơi. Đấy, ôi con trâu này các bạn ơi. Con trâu nó đang tắm này các bạn. Đấy các bạn ơi, wow, nhiều con vật lắm các bạn ạ. Ui, các bạn thấy chưa? Nè, chim này các bạn ơi. Đấy, chim bồ câu này các bạn. Wow, các bạn ơi. Đấy, chim bồ câu ạ. Đấy, đi đâu đấy? Chim ơi, đi đâu á? Ui, chim này các bạn ơi. Đấy, đây là cái lồng chim này các bạn ơi. Bây giờ mình bắt chim vào lồng nha. Đây, mình bắt chim bó vào lồng nha các bạn nha. Đây, rồi, vụ vào lồng đi. Một con. Đấy các bạn ạ. Hai con. Rồi, hai con này nữa các bạn ơi. Đi vào lồng đi bạn ơi. Đây, đi vào lồng nha. Đấy, đó, đi vào lồng đi. Đây nữa. Đi vào lồng đi bạn ơi. Đấy,
Đấy các bạn thấy chưa? Đấy các bạn ơi. Đấy, ở đây có nhiều đồ chơi lắm, nhiều con vật lắm các bạn ạ. Đấy, chim bồ câu của chúng ta cũng đang đi tìm đồ chơi các bạn nha. Wow, ở đây có nhiều đồ chơi quá. Nè các bạn ơi, đây là xe cứu hỏa này các bạn ạ. Đấy, chim ơi, có chơi không? Hả? Đây là một chú chuột Mickey các bạn ơi. Wow, một chiếc xe nữa, rất là dễ thương các bạn ạ. Ở đây có nhiều con vật lắm các bạn ơi. Con này là con gì các bạn nhỉ? Con này là con mèo á các bạn. Đấy, con này là con khỉ nè các bạn ơi. Đấy, có nhiều con vật lắm các bạn nha. Con rùa nè. Đấy, con bò cánh cứng này các bạn nè. Đấy, con hổ này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Có nhiều con vật lắm. Đây, có một con khỉ này các bạn ơi. Đó, con khỉ này. Úi, có nhiều đồ chơi ở đây lắm các bạn nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, chim bồ câu của chúng ta đang ở trong lồng đấy các bạn. Đấy các bạn ơi, chim bồ câu của chúng ta này. Đấy, chim ơi, chim ơi, con hổ nè. Nè con hổ nè chim ơi. Con hổ của chúng ta đang dọa mấy chú chim các bạn ơi. Chim công sở nha các bạn nha. Để lấy con hẹ con lợn này. Đấy. Chim công sở các bạn ạ. Đấy. Chim rất thích. Đấy. Đấy các bạn ơi, đấy một chú lợn này. Một chú lợn đang chơi đùa với những con chim bồ câu của chúng ta các bạn nha. Đấy. Úi, chú hổ cũng đang tinh nghịch lắm các bạn ạ. Nó cũng đang leo trèo chơi với mấy con chim này các bạn ơi. Đấy. Đây, mình bỏ con khỉ ở đây các bạn nha. Đấy, chim có sợ không? Chim của chúng ta không sợ các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là con chó này các bạn ơi. Đấy. Đấy, chim của ta chúng ta không sợ đâu các bạn nha. Đấy. Wow, các bạn ơi. Có nhiều con vật lắm các bạn ạ. Wow. Đây là con rồng này các bạn ơi. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là một con rồng nha các bạn nha. Để xem chúng ta chim của chúng ta có sợ con rồng không. Wow. Đấy các bạn ạ. Đấy, chim của chúng ta không sợ rồng nha. Đấy các bạn ơi. Wow. Có nhiều con vật chưa các bạn nè. Đấy các bạn thấy chưa? Chim của chúng ta không sợ đâu. Chim ơi. Đấy các bạn thấy chưa? Có nhiều con vật không? Con ngựa này các bạn ơi. Rồi mình bỏ đây nha. Đấy. Rồi có con gì nữa không nhờ? Đây có, đây có một con dê nữa các bạn ơi. Đây. Wow, có nhiều con vật chưa các bạn này. Chim của chúng ta không sợ đâu. Đấy. Để xem có con gì nữa không các bạn ơi. Wow, đây cũng là con chim này các bạn ơi. Đây. Đấy. Có nhiều con vật lắm nha các bạn nha. Đây, nào là chú khỉ này các bạn ơi. Đây, đây một con khỉ này các bạn ạ. Đấy. Có nhiều con vật lắm các bạn nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Wow, chuột Mickey này các bạn ơi. Đấy, chim của chúng ta không sợ những con vật này đâu. Wow, đây có một con gà này các bạn ơi. Đấy, con gà này. Chim của chúng ta không sợ đâu. Đấy, các bạn thấy chưa? Wow. Đấy, các bạn ơi, chim này. Đấy, những con vật này các bạn ơi. Ủa, ở đây nhiều đồ chơi lắm các bạn ấy à. Ok. Nhiều con vật lắm các bạn nha. Các bạn ơi, mình cũng xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo các bạn nha. Đấy, nếu các bạn thích video này thì hãy like và bình luận, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để mình ra những video tiếp theo cho các bạn xem các bạn nha. Xin chào các bạn. Chào các bạn đi, chim ơi.
chim ơi, chào các bạn đây. Chào các bạn.